Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Đứng Đen Nào. Và mình là Nghiêm AKC. Và cái video ngày hôm nay thì mình sẽ khám phá một cái khu chợ đêm ở Đài Loan đó các bạn. Và cái video này sẽ được up lên trên kênh YouTube của Đứng Đen Nào nhé. Nếu mà các bạn thích những cái video như thế này thì mình sẽ quay nhiều hơn. Đây, khu này nó không có xe. Wow, cái khu dưới này các bạn nhìn bây giờ khá là đông người. Cái lúc mình đi là 6 giờ đúng là mình bắt đầu vào cái khu chợ. Nó cũng ít người thôi, lúc đấy ít người thôi, tại vì nó vẫn còn sớm. Thế nên là về bây giờ đông nhất là cái lúc mà gần 7 giờ này, khá đông. Giờ mình sẽ đi vào xem nhé. Ở bên kia thì nó có một cái đèn đỏ này. Đèn đỏ, sau đi vào một chút là qua đèn đỏ là nó sẽ thấy cái chợ đêm luôn. Đấy. Giờ mình sẽ đi vòng sang bên kia, đi vòng sang như vậy. Ở đây thì nó có cái biển, khi nãy mình quay chưa quay được. Đấy, các bạn thấy chưa? Ở phía trên này, bên trên mình có cái biển hiệu này, có cái biển ở đó. Đấy, có cái biển. Giờ mình sẽ đi vào bên trong này. Mình sẽ đi vào một lượt xong rồi mình sẽ về luôn. Tại vì khi nãy mình đi nó hơi nhanh nên mình chưa quay kỹ. Sẽ đi làm một lần nữa. Khi nãy mình đi, đi vào một lần rồi đấy. Giờ mình đi lại, sẽ quay lại một số cái. Nói chung mình sẽ xem thôi, chứ mình sẽ không ăn cái gì nữa đâu. Chủ yếu là mình sẽ đi xem khu chợ này nó có cái gì khác với cái khu chợ khác. Tại vì mình cũng đi khá là nhiều cái chợ đêm rồi nhưng mà mình chưa biết là trong này nó có cái gì mà nó khác với những cái chợ đêm khác. Nói chung là nó cứ chiên như vậy thôi, toàn đồ giống nhau. Chợ đêm là như vậy thôi. Đấy có mì, Italy men. Ở đây có cái nước gì ngon. Đây có thịt nướng này. Khu này có cái khu thịt nướng. Cái này nó gì nhỉ? Cái gì mà củ củ chi khỏe phải không? Có cái chữ nó hơi ngoèo đọc hay bị léo lưỡi quá. Ok, mình sẽ đi tiếp. Đây nhiều thịt lắm. Nói chung ở đây đi ngắm thôi, mình không có thích ăn những cái món ở đây thôi. Mình đi thôi. Rồi mình sẽ đi lên, sau đó mình xem chơi vài cái chỗ chơi rồi mình sẽ đi về. Đây, không ăn được. Đây khá đông người, có cái món gì mà nó xếp hàng dài bây giờ. Ở phía trên nó là cái khu mà người ta chơi với cả cái khu mà ẩm thực, nó cách nhau khá là xa nha. Có một cái trò chơi mà mình lên mà thử chơi xem nhé. Có cái trò chơi mà ném bóng đó, mình thử xem nhé. Mình thử bắn thử xem. Khi nãy mình thấy mấy đứa nó chơi khá là hay. Sẽ đi xem. Đây là bắn súng, ném phi tiêu đi. Chắc là mình sẽ ném phi tiêu đi. Hai.
对，设备标的。啊，设备标。对。是什么买的？一局100元，帅哥的话有六指标。哦。哎，你说中六颗就有。我试试看一个吧。OK。好，这边我们选一排色，看你要设哪一排都可以。就这边吧。对 ，OK。啊，中间。也可以啊，看你。这边好了。真的是怪的，对，加油！thử xem mình chưa chơi cái trò này bao giờ luôn á, đấy mình thử xem nhá, thử xem cho mình sẽ để ở đây đi, à, cho mình để đây, ờ để đây, 加油，慢慢来就好，就这样，是这样子，对啊，拿那个铁的地方，这样，是这样，哎，加油！哇，cái này phải chơi mạnh nhá, 加油加油。Oh my god! What? 慢慢来，慢慢来。cái này mình không hay chơi lắm, thế nên là hơi khó xem. Oh my god! 哎，一个。哦，cũng hay đấy, một cái là cũng được á. OK, 两个。nói chung khá là hay. 要不要再一次？它其实不用那么用力啦，轻轻就会破了。是啊，但是要碰到就会破了。一个就好了。OK， 没问题。好玩，好玩。跟你收100元。是妹妹要玩的吗？对对对。妹妹的话射中4颗就有。谢谢啦。OK， 谢谢你，谢谢。来。啊，妹妹，我们选一排色，看你想要射哪一排都可以。OK， 谢谢啊，谢谢谢谢，拜拜。拜拜。叫mình đi lên thôi. Trò này khá là hay, tại mình chưa chơi cái trò này bao giờ. Đây nó là cái gì nhỉ? Bắn à? Chưa có sức mà, chưa. Trò này là trò gì ta? Chưa có sức mà. Chuyển 100块. Chuyển 100. 上面好了。Okay, 上面都10颗，子弹100块。好。那帮我打这边喽。可以了，这有子弹了，要对气球。就直接。对，直接，但是你不要靠眼睛太近。好，是。加油。试试看。这一种圈圈的，打球胖胖的地方。那边去，下边来，下面。加油。就不要靠近，是不是？对，不要对着眼睛靠近，太靠近就。就这样就好。对对对，这样就好，你看得到就好。好。để xem mình thử xem có gì khó bắn nhỉ. OK, 1 quả này, 2 quả, 3 quả. Oh my god, 6 7. Wow, không được ta. 6 quả, xem nha, quả xanh này.quả màu xanh, xa mệt đó. Có. Oh, xem mấy quả này, xem mấy quả này. Xem. Toàn bắn phía dưới rồi ta. Mấy là? Không dùng à? Chưa chưa. Được. 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 Được.就玩得好玩就好，谢谢谢谢啊。啊，中班没去追找追呢，我看到还有那个班呢。对，没事，你接呗。啊，中没去找追呢。啊，对，可以喽。看一下。那也叫铁杆，对，就那。này chơi kiểu gì đó nói chung mấy cái trò này khá là hay, lâu lâu mình ra chợ đêm chơi cũng khá là fun fair đấy. OK, bây giờ mình sẽ đi về thôi. Giờ khoảng mấy giờ xem, bây giờ là khoảng 7 giờ mấy rồi, chắc là khoảng 7 giờ, 7 giờ mấy, 7 giờ bảy giờ đúng. Mình vào đây khoảng 1 tiếng, vào đây khoảng 1 tiếng, giờ mình sẽ đi về. Giờ đi về thôi. Đây là một cái khu chợ đêm mà nó
đi thì một đoạn ngắn thôi nhưng mà khá là đông người đấy. Đấy, khá là đông người. Ok. Bây giờ sẽ đi về thôi. À, nếu các bạn thích video này thì hãy like, hãy subscribe. À, nếu các bạn thích mình quay những cái video về đường phố, về chợ đêm ấy, các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận nhá, để cho mình biết nhá. Và mình sẽ cân nhắc và mình sẽ đi quay những cái khu chợ đêm khác. Ok, ví dụ như cái khu chợ Sư Lín thì sắp tới mình sẽ đi quay một cái khu chợ đấy. Ok, còn giờ thì chào tạm biệt các bạn nhé. Ok.